Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đại thánh truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 141. Chương 1401. Lớn lên. Nhưng đúng vào lúc này, nàng cảm thấy tâm linh trở nên yên bình trước nay chưa từng có, thoải mái đến mức như muốn rên rỉ. Bất kể là Cộng Uyên hay là Lý Thanh Sơn cũng không biết, Quy Khư thần bí kia chính là cố hương của Linh Quy, là nơi an nghỉ cuối cùng. Vì Linh Quy sơ sinh không thể nào tồn tại ở Quy Khư, vì thế Linh Quy thành niên sẽ sinh sôi đời sau ở bên ngoài Quy Khư. Một khi tiểu Linh Quy trưởng thành thì sẽ trở về Quy Khư tựa như con sông đổ về biển rộng. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, hoàn cảnh ở Quy Khư quá tĩnh mịch, cũng chỉ có Linh Quy mới thích nó. Dù cho thần thú hệ thủy khác có sức mạnh không kém gì Linh Quy, cho dù có thể chịu được hoàn cảnh ở nơi đây nhưng cũng sẽ không thể sống lâu dài ở trong đó. Nhưng đối với Linh Quy theo đuổi sự trường thọ yên bình thì nơi đó thật sự là thiên đường lý tưởng nhất, giống như cái gọi là con sông mẹ của nhân loại. Chúng nó cũng coi Quy Khư như mẫu thân, mà ý chí thần bí hoặc thuyết pháp của Quy Khư cũng sẽ coi Linh Quy như đứa con thân thương. Vì thế mà giữa hai người mới nảy sinh phản ứng kỳ diệu như vậy. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Sơn đang ở trong trạng thái nguy hiểm tột cùng. Tuy thân thể hắn cường hãn nhưng cũng gần như sắp bị đông lại. Vậy mà vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, chậm rãi vươn tay ra. Mỗi khi di chuyển được một chút thì cũng nghe được tiếng băng nứt vỡ. Cho dù là một thân xương hổ thì cũng trở nên yếu đuối trong điều kiện cực lạnh. Dường như đã trôi qua 10.000 năm dài rằng giặc. Cuối cùng tay hắn cũng đặt lên vai Cộng Uyên. Toàn thân Cộng Uyên chấn động, lập tức mở mắt ra, trong con người màu xanh biển lộ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sau khi liếc nhìn Lý Thanh Sơn một cái thì lập tức biến thành tức giận. Hóa ra ngay cả ma tâm trong cơ thể Lý Thanh Sơn cũng bị đông cứng rồi, hiển nhiên không thể duy trì ma khải nữa, để lộ ra thân thể trần trụi cường tráng. Tuy rằng nàng không phải thiếu nữ ngây thơ, không thể nhìn nam nhân trần trụi, nhưng vấn đề là nam nhân trần trụi này đứng ở ngay trước mặt nàng, khoảng cách không tới một thước, một bàn tay còn đặt trên vai nàng. Khóe miệng Lý Thanh Sơn co quắp một cái, không biết là áy náy hay là đắc ý. Kê Trường Phong ở bên cạnh trợn to hai mắt, đời này chưa từng thấy người nào quái lạ như thế. Nam nhân trần như nhộng đứng trước mặt nữ vương giao nhân cao quý lãnh diễm, một tay khoác lên vai nàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười kỳ dị. Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra, hàn khí Cộng Uyên tỏa ra ngày càng dày đặc, giọng nói nàng cũng lạnh như băng. Lý Thanh Sơn không những không làm như vậy, trái lại còn giơ một tay khác lên rồi đặt xuống một bên vai khác của nàng. Hiện tại hắn đã không còn mấy sát ý, mà càng chú trọng đến bí mật trên người nàng. Còn Cộng Uyên tuy thể hiện sự phẫn nộ, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng rằng địch ý của nàng cũng đã được xoa. Dịu. Hơn nữa hắn tin rằng nàng cũng cảm nhận được sự biến hóa của hắn, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Chỉ là, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ hắn sẽ bị đông chết tươi, hắn cũng sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng lên người đối thủ. Đã tiếp cận đến khoảng cách này rồi, chỉ cần dùng đôi tay này bóp lấy cổ nàng rồi phóng lực chấn động ra. Cho dù thể phách Cộng Uyên có cường hãn thì cũng chưa chắc đã sánh với Thi Vương lúc trước. Trong nháy mắt đã có thể xoay chuyển chiến cuộc. Lông mày Cộng Uyên cau lại, biểu cảm biến ảo một hồi, bộ ngực chập trùng một chốc. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu rồi bỗng lùi về phía sau, đồng thời cũng thu hồi hàn khí. Hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng. Sau đấy nàng phất tay áo bỏ đi, lúc đi sát qua Lý Thanh Sơn còn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đó không còn là địch ý nữa, mà như là nhìn thấy một món đồ quý giá hiếm lạ nào đó. Nhưng món đồ này lại chứa một thuộc tính nào đó khiến người ta căm ghét, vì thế bỗng chốc không thể quyết định xem làm thế nào mới tốt. Cộng Uyên đi đến trước cửa đại điện, Tiểu An chỉ tránh sang một bên chứ không nói một lời nào, còn nàng thì hung ác trừng mắt liếc Tiểu An một cái. Lam trưởng lão cảm thấy vô cùng kỳ quái, tuy rằng tâm tư hắn không tinh tế, nhưng dù gì cũng đã nhìn Cộng Uyên lớn lên, nên nhạy cảm phát hiện khí chất của Cộng Uyên có chút biến hóa nho nhỏ. Ít đi chút tàn khốc u sầu. Hắn kinh ngạc liếc nhìn Lý Thanh Sơn một cái, không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lý Thanh Sơn và Cộng Uyên mới biết rõ sự biến hóa về khí chất của họ vào lúc đó, người bên ngoài thì nhìn mà không hiểu,
hỏa diễm của Phượng Hoàng sưởi ấm toàn thân, những vết hoại tử trên người Lý Thanh Sơn cấp tốc khép lại, da thịt khôi phục màu sắc bình thường chỉ trong nháy mắt. Hắn nhìn tay mình một lát, nét mặt bỗng tràn đầy tươi cười, không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Nhưng nói là bất ngờ thì cũng không hẳn, giống như thôn hỏa nhân tộc có thần Mộc Ngô Đồng. Giao nhân là thủy linh trời sinh thì việc có thể giúp đỡ cho chuyện tu hành linh quy cũng không thể bình thường hơn được. Dù sao cũng đều là do thần quốc thượng cổ truyền thừa từng đời, cho dù hiện tại sa sút thì nội tình cũng sâu đến mức khó mà so sánh được. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1402, Tính Toán. Chớp mắt một cái mà Phi Liêm Điện to lớn chỉ còn lại Lý Thanh Sơn và Tiểu An, còn có cả Kê Trường Phong đang trợn mắt ngoác miệng. Thế, đến cùng đạo hữu ngươi làm cái gì vậy? Kê Trường Phong do dự rất lâu, vẫn không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là phô bày sức hấp dẫn của ta. Lý Thanh Sơn cười nói. Hả? Thật sao? Kê Trường Phong cười gượng hai tiếng. Hắn không nhìn ra Lý Thanh Sơn có sức hấp dẫn kinh người gì. Tin hay không tùy ngươi. Sức hấp dẫn của ta không có tác dụng với nam nhân, nhưng với nữ nhân thì là... Ngươi vẫn nên mặc y phục trước đi. Kê Trường Phong không nghe lọt tai nữa. Lý Thanh Sơn tìm ra một bộ y phục từ trong nhẫn tu di rồi mặc vào, Tiểu An cũng lại giúp hắn sửa sang một hồi. Nhìn tình cảnh này, Kê Trường Phong lập tức xác định đây là mối quan hệ người ngoài không thể nào chia rẽ được. Với dung nhân khuynh thế và thiên tư tu vi của nàng, không có bất cứ lý do gì để một nam nhân làm như vậy. Trong chớp mắt đó, hắn gần như tin vào cái gọi là sức hấp dẫn của Lý Thanh Sơn. Nhưng hắn lập tức loại bỏ suy nghĩ vô căn cứ này. Mọi người cũng đi hết rồi, vừa khéo, ta còn đang lo ta ăn không đủ. Lý Thanh Sơn liếc nhìn một vòng, gật gù rất thỏa mãn, người nhìn hắn không vừa mắt đều đi hết rồi, hắn cũng hài lòng. Khóe mắt Kê Trường Phong giật giật, vẫn còn tâm trạng để ăn sao, chẳng qua hắn cũng chỉ do dự một lát rồi vẫn dặn dò tiếp tục bày tiệc rượu. Hắn vốn đến với tâm tư không tùy tiện đắc tội người khác và đối phó qua loa với Lý Thanh Sơn. Nhưng hiện tại lại thật sự đặt Lý Thanh Sơn ở vị trí ngang hàng, thậm chí còn sinh ra cảm giác sâu không lường được. Hôm nay đạo hữu thật sự uy phong, để ta mở mang tầm mắt, tu vi mới thiên kiếp thứ hai mà đã uy phong như vậy rồi. Nếu có một ngày vượt qua thiên kiếp thứ ba thì chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Có đâu, còn kém xa. Vô địch thiên hạ không đơn giản như đệ nhất thiên hạ, mà là có thể đánh bại tất cả người đứng thứ hai cho tới thứ 100 thiên hạ gộp lại. Chẳng qua cũng cảm ơn lời chúc của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ vô địch thiên hạ. Ha ha! Kê Trường Phong nghe xong câu phía trước thì còn muốn khen, cuối cùng tiểu tử này cũng coi như biết khiêm tốn. Nhưng nghe đến câu tiếp theo thì bỗng cảm thấy không biết nên nói tiếp thế nào. Thiên hạ rộng lớn như thế. Nếu tính tất cả cường giả các tộc Cửu Châu Tứ Hải thì chỉ sợ ta cũng không vào được hạng 100. Còn đạt đến cái cảnh giới gọi là người vô địch thiên hạ thì từ cổ chí kim vẫn chưa có một người nào. Nếu Lý Thanh Sơn nói như vậy với hắn vào một giờ trước thì hắn nhất định phải cười nhạo vài câu. Hiện tại đối diện với vẻ mặt khen ngợi rằng ánh mắt của ngươi rất tốt, hắn đành bưng ly rượu lên uống, quả nhiên là tâm trí mạnh mẽ, lão phu khâm phục, uống rượu nào. Chẳng bao lâu sau, Kê Trường Phong cũng ngồi không yên, tối nay uống không ít, ta cũng hơi không chịu nổi. Không sao, đạo hữu đi nghỉ ngơi đi, không cần khách khí. Lý Thanh Sơn dùng một tay chống đầu, một tay bưng bát rượu, nửa nằm ở trên chủ tọa, nhàn nhã thưởng thức múa hát bên dưới. Chỉ chốc lát sau, trong cung điện to như vậy chỉ còn sót lại Lý Thanh Sơn và Tiểu An, thế là hắn trực tiếp phất tay cho những ca cơ vũ nữ kia lui ra. Cái này đúng là sạch gọn. Lý Thanh Sơn truyền âm, sau đó bưng bát rượu lên nhẹ nhàng đụng vào Tiểu An ở trong lòng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tại sao? Tiểu An vươn một tay nhận bát rượu của hắn, một tay thì đặt bát rượu của mình vào trong tay Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lại uống một hơi cạn sạch, khí tức mà cậu Uyên kia tỏa ra vô cùng kỳ dị. Dường như rất có lợi đối với linh quỷ biến. Hơn nữa dường như khí tức của linh quy cũng có lợi đối với nàng.
người muốn song tu với nàng. Đương nhiên rồi, tốt xấu gì người ta cũng là một nữ vương. Lý Thanh Sơn xoa nắn khuôn mặt nhỏ của Tiểu An. Ha ha, nói đùa thôi, nàng tuyệt đối không phải dạng hiền lành gì. Nếu không phải không có tự tin bắt được ta thì chắc chắn nàng sẽ ra tay ép hỏi bí mật trên người ta. Chưa kể đến việc nữ vương giao nhân sẽ không song tu cùng một nhân loại, cho dù nàng đồng ý thì ta cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù hắn háo sắc nhưng vẫn chưa đến mức bị sắc đẹp làm lu mờ thần trí, suy nghĩ bằng nửa người dưới. Cậu Uyên không giống La Ti, không chỉ thực lực mạnh hơn mà thế lực sau lưng cũng rất lớn, đẻ La Ti thì cũng chẳng sao, nhưng dây dưa quá sâu với cậu Uyên thì chắc chắn không có lợi. Người quá đánh giá cao bản thân rồi. Tiểu An quay đầu đi chỗ khác, không phản đối. Lý Thanh Sơn trợn tròn mắt vì bị cản, cả giận nói, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi có cởi sạch trước mặt ta thì ta cũng không ôm đâu. Đó là do ngươi nhát gan. Tiểu An bĩu môi. Ngươi dám nói ta nhát gan? Lý Thanh Sơn trừng mắt. Ta đã nói rồi. Tiểu An trừng mắt lại. Quên đi, ta sợ ngươi rồi. Lý Thanh Sơn không thể làm gì khác ngoài ôm nàng vào lòng. Suy nghĩ rồi nói, vốn còn chưa biết phải trao đổi thứ gì với giao nhân. Hiện tại có thể coi là có mục tiêu rồi, phải nghĩ cách liên lạc với Như Tâm mới được. Lúc này, ở trên Trung Vân Phàm Sơn và Tiểu Vân Phàm Sơn, hàng hóa mà giao nhân đưa tới từ biển cũng được sắp xếp thỏa đoán, tựa như yếu hội của tu hành giả và giao nhân cũng đi đến kết thúc. Yến tiệc tản đi, hải thị chính thức mở ra. Đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi. Lý Thanh Sơn đứng dậy, nói với Tiểu An. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1403, Bắc Vương Tư Toán. Cất bước trong lầu các cổ kính, khắp xung quanh đều là hàng hóa leng keng, nhưng giá trị đều không lớn cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ là mở đầu mà thôi, ba ngày sau sẽ có một cuộc bán đấu giá, đó mới là cao trào của hải thị lần này. Vì tu hành giả cấp thấp vẫn chiếm đa số nên hiện giờ vẫn hết sức náo nhiệt, nhưng Lý Thanh Sơn và Tiểu An đi tới chỗ nào thì chỗ đó đều yên tĩnh lại. Những tu hành giả tránh thật xa, không tránh thì cũng cúi đầu, duy trì thái độ cung kính, mãi đến tận khi họ đi xa thì mới lặng lẽ thảo luận. Tất cả những chuyện xảy ra trong Phi Liêm Điện đều đã được lan truyền ra, coi như tu hành đạo ở Nam Hải đã tiếp nhận uy phong của Dã Nhân Vương. Nhưng người thu hút ánh mắt nhiều nhất vẫn là Tiểu An, hình ảnh nàng từ trên trời giáng xuống đã là ký ức không thể nào quên của biết bao nhiêu người. Lý Thanh Sơn và Tiểu An đi một vòng, quả nhiên không có thứ gì đáng để ý, nên hai người đi ra ban công bên ngoài lầu các, dựa vào lan can mà trông ra xa. Mưa gió đang ào ào rơi xuống, ùn ùn ấp xuống Nam Hải, sóng lớn không ngừng dâng tới bờ biển, bắn tung tóe trên vách đá ngầm. Sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, nước non như họa, một thời có biết bao anh hùng. Lý Thanh Sơn ngân nga, Lý Tiểu Nhị, không ngâm thơ chúng ta vẫn là bằng hữu. Trong đầu hắn bỗng nhớ đến một giọng nói quen thuộc, ở trên ban công của tầng trên, Như Tâm cũng đang dựa lan can ngắm nhìn mưa đêm. Ngươi và cậu Uyên có quan hệ gì? Lý Thanh Sơn nghe ra tâm trạng nàng không hề tốt đẹp, nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Vạn Thủy Quy Khư là công pháp được truyền xuống từ thần quốc. Quy Khư là nơi mọi loại nước hội tụ trong truyền thuyết, là một thế giới thần bí khó dò. Như Tâm giới thiệu về công pháp Vạn Thủy Quy Khư. Lý Thanh Sơn nghe thấy hai chữ Quy Khư thì có cảm giác cực kỳ thân thiếu, nên lại hỏi, ngươi biết công pháp này sao? Như Tâm lại trầm mặc một hồi rồi mới thốt ra một chữ, biết. Điều này khiến Lý Thanh Sơn rất bất ngờ. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, bí mật bất truyền như Vạn Thủy Quy Khư. Chỉ sợ chính những trưởng lão giao nhân ngày nay cũng chưa chắc biết được, không ngờ nàng lại thật sự hiểu được. Càng khẳng định, hắn cảm thấy dung mạo của nàng và cậu Uyên có vài phần tương tự, cũng không phải chỉ là ảo giác thôi. Nhưng nếu nàng không chịu nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Vì thế đi thẳng vào vấn đề. Có thể dạy ta không? Có thể. Như Tâm không chút do dự đồng ý. Nhưng dù dạy ngươi, ngươi cũng không thể tu luyện. Tại sao? Muốn tu hành môn công pháp này cần khai thông quy khư,
chuyện này cũng không phải tùy tiện tìm một vực biển là có thể làm được. Theo ta được biết, chỉ có mượn trái tim của vực sâu mới được, nhưng đó là chí bảo chỉ giao nhân mới có thể luyện chế ra, hiện tại đang ở trong tay Cộng Uyên. Vậy nếu trao đổi với nàng thì sao? Ví dụ như dùng dịch bệnh kia của ngươi. Không thể nào, phương pháp luyện chế trái tim của vực sâu hiện tại đã thất truyền, người đứng đầu Vương Đình giao nhân cũng chỉ có một viên mà thôi. Một khi mất đi, tu vi của Cộng Uyên sẽ trì trệ không tiến, hơn nữa ta đã nghĩ kỹ đồ vật muốn trao đổi. Con đường tu hành đều rất quan trọng đối với bất kỳ người tu hành nào, đặc biệt là đối với cường giả đẳng cấp như Cộng Uyên càng như thế. Lý Thanh Sơn nghi hoặc, dù là lấy sự sống còn của toàn bộ chủng tộc giao nhân để tiến hành ép buộc, cũng chưa chắc sẽ giao ra trái tim của vực sâu. Vậy thì có chút phiền phức rồi, quên đi, dù sao ta cũng không nóng vội nhất. Thời, đến lúc đó nói sau đi. Việc cấp bách hiện tại của hắn là tăng Phượng Hoàng biến lên cấp thứ tư, chờ thực lực tăng lên, muốn cướp đoạt cũng chưa chắc không thể. Đúng rồi, ngươi muốn đổi cái gì? Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Bắc Vương Dư Toán. Hả? Đó là cái gì vậy? Một trong những thứ Bắc Việt Vương muốn nhất, nói chính xác là một bộ bói toán không trọn vẹn. Mục đích lớn nhất của chuyến đi này chính là đầu công dương đó. Vẫn không hiểu. Thời xưa từng có một vị Bắc Vương am hiểu bói toán đến tấn công Thủy Tinh Cung, ý đồ muốn đưa Nam Hải vào Bắc Quốc khống chế. Vì một trận gió bão lớn, cùng với sự chống cự ngoan cường của giao nhân, cuối cùng cũng kết thúc với sự thất bại. Lại làm thất lạc mất một nửa bộ bói toán dùng xương rồng và sừng rồng luyện chế ở trong Nam Hải, tức là Bắc Vương Dư Toán. Dùng xương rồi và sừng rồng luyện chế ư? Lý Thanh Sơn hơi sợ hãi, chỉ nhìn nguyên liệu này đã hiểu được giá trị của bộ nói toán này. Truyền thuyết kể rằng ở thời đại viễn cổ trước khi dị nhân thống nhất thiên hạ, thành lập thần quốc, yêu tộc cũng từng thống trị Cửu Châu. Lúc đó những thần thú đẳng cấp như Phượng Hoàng, Hải Trãi, Cùng Kỳ, còn có rất nhiều, Long tộc còn lại đứng đầu vạn yêu. Tên Long Châu chính là bởi vậy mà có. Tâm tính của giao nhân rất khó lường. Cho nên Bắc Vương mới lệnh cho Vạn Độc Lão Tổ đi theo, còn tiến hành uy hiếp Ngân Long Vương. Ta liền đi một chuyến thuận gió đẩy thuyền, thuận tiện mặc cả với Cộng Uyên hơn. Vậy chẳng phải là xung đột trực tiếp với Bắc Việt Vương phủ sao? Tiểu An nói, các ngươi đã bị vị Công Dương tiên sinh kia nghi ngờ rồi. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1404, thẳng thắn. Bắc Vương Tư Toán cũng không có tác dụng thực tế nhiều đối với Lý Thanh Sơn, dù lấy được vào tay cũng không hoàn chỉnh. Nhưng đối với Bắc Việt Vương thì khác, hiện tại sắp tới đại chiến với Thanh Châu, chính là cái gọi là tính nhiều thì thắng, tính ít thì thua. Huống chi không tính thì chết, thuật bói toán chỉ phát huy tác dụng ở kiểu đại chiến này, có thể nói là cực kỳ quan trọng, gần như có thể quyết định thắng bại của trận chiến. Mà phương diện này cũng chính là khiếm khuyết lớn nhất của Vũ Châu. Mặc dù Thanh Châu nhỏ hơn Vũ Châu rất nhiều, nhưng toàn bộ hệ thống bách gia tương đối hoàn thiện. Âm Dương gia lại có chuyên môn ở phương diện này, mà Vũ Châu quá hỗn loạn, tu hành chậm chạp, chiến lực không đủ để theo con đường bói toán, gần như không có ai nguyện ý tu tập. Cho nên nói Bắc Vương Dư Toán này là một trong những thứ Bắc Việt Vương muốn nhất hiện tại, thật sự là không sai chút nào. Nhưng cũng vì thế, bất luận kẻ nào tiến hành phá hoại cản trở đều sẽ bị Bắc Việt Vương phủ coi là kẻ thù. Nếu như kẻ phá hoại này lại chạy đến từ Thanh Châu, vậy quả thực có thể lập tức đánh dấu gián điệp, không giết chết triệt để thì không. Xong, ít nhất cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn vẫn không muốn xung đột trực tiếp với Bắc Việt Vương, nếu không lúc hắn công kích Hỏa Dung Sơn sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa. Chiếc Ngân Long Vương trên đỉnh đầu này ngông cuồng oanh tạc một trận thì không pháp trận nào có thể thủ được. Nghi ngờ thì nghi ngờ đi. Bọn ta cũng không phá hoại kế hoạch của hắn, để hắn đàm phán với Cộng Uyên trước, nhưng dựa vào tính tình của nữ nhân kia. Ha ha, đợi đến khi ngươi lấy được Bắc Vương Tư Toán này, chính là lập được công lớn cho Bắc Việt Vương phủ. Đương nhiên, bảo vật quý giá như vậy thì không thể dễ dàng giao ra, ngồi đợi Bắc Việt Vương phủ đến xin ta thôi. Lý Thanh Sơn sáng tỏ thông suốt,
hắn đã tương đối thân cận với Đại Dung Thụ Vương, nếu lại xử lý được Bắc Việt Vương. Vụ châu này còn ai có thể động đến hắn, ở Dã Nhân Sơn cũng được, ở Hỏa Dung Sơn cũng được, chính là vững như Thái Sơn. Trong lòng có chút cảm động, Như Tâm suy nghĩ nhiều như thế, cuối cùng lại là tính kế giúp hắn. Ngoại trừ lấy thân báo đáp, thật sự không có cái gì có thể báo đáp ân tình của Như Tâm cô nương nữa. Ngươi đây là báo thù. Ha ha, so với báo ân, ta vẫn thích báo thù hơn. Như Tâm trầm mặc một lát, chỉ nghe mưa đêm ảm đạm, bỗng nhiên nói, đợi đến lúc rảnh rỗi, cùng ta đến một nơi đi. Núi đao biển lửa cũng không từ chối. Sau khi Như Tâm rời đi, Lý Thanh Sơn lại lấy tin tức mới nhận được đi trao đổi với Tiểu An. Tiểu An suy nghĩ một hồi, lúc đầu ta còn đang lo lắng. Nếu giúp giao nhân công phá Hỏa Dung Sơn sẽ phá vỡ cân bằng giữa hai tộc, khiến Bắc Việt Vương không thể dễ dàng tha thứ, vậy thì ổn thỏa rồi. Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, đang chuẩn bị rời khỏi lầu gác, trở về chỗ ở. Một luồng bạch quang xuyên qua mưa đêm, đi tới trước mặt hắn. Vu Vô Phong nói, Vương Thượng, sư phụ ta mời ngươi qua đó. Sau đêm nay, ngươi không cần gọi ta là Vương Thượng nữa. Dù sao kiếm đạo chỉ chú ý kiên định và quyết tuyệt, thả gãy chứ không cong, luôn khuất phục dưới người khác cũng không tốt lắm. Trong giọng nói của Lý Thanh Sơn tràn đầy tự tin chỉ mong như thế, Vu Vô Phong cười nói. Mà quả nhiên, lúc Lý Thanh Sơn lại đi tới trước mặt Diệp Đoạn Hải lần nữa, thứ hắn nhận được chính là sự đối đãi bình đẳng mà hắn chờ mong đã lâu. Người ở đây cũng không nhiều, chỉ có 5 người Diệp Đoạn Hải, truyền công trưởng lão, Lý Thanh Sơn, Tiểu An, cùng với Vu Vô Phong, hai bên tiến hành đàm phán bình đẳng, hữu nghị. Quá trình thực tế rất ngắn ngủi, Diệp Đoạn Hải không chào hỏi chút nào mà đi thẳng vào vấn đề, điều kiện. Ra tay một lần, Lý Thanh Sơn cũng không đòi hỏi nhiều, khiến Vu Vô Phong và truyền công trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. So với một tên đệ tử thiên tài có khả năng trở thành đại kiếm tu, cùng với một thanh pháp bảo cấp bạch hồng kiếm thì điều kiện này quả thực có thể nói là khoan dung. Khi nào, ở đâu, người nào, Bắc Việt Vương Phủ tuyệt đối không được, cả Vương Đình Giao Nhân cũng vậy. Yên tâm, đều không phải hai chỗ này, cũng sẽ không mang đến tai họa ngập đầu cho Nam Hải Kiếm Các, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Làm sao ta có thể tin là ngươi sẽ giữ lời hứa? Hãy xem tâm đi. Ta cũng có một vài bí mật cần Vu Vô Phong thể sẽ không tiết lộ, mới có thể giải trừ huyết thệ, nhưng không có bất kỳ lời thề nào có thể trói buộc một đại kiếm tu, cũng chỉ có thể xem tâm. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, tốt, Diệp Đoạn Hải không nói nhảm nữa, tiễn khách, cáo từ. Lý Thanh Sơn vẫn thích sự thoải mái như vậy, nhưng vì muốn có được sự thoải mái này, thật đúng là phế đi không ít tay chân. Cứ như vậy, chủ nhân kiếm các cộng thêm Vạn Độc Lão Tổ, còn có hắn và Tiểu An đã hoàn thành chuẩn bị sơ bộ cho trận chiến này. Chỉ có thực lực như vậy mới có tư cách lấy hạt rẻ trong lửa giữa hai thế lực lớn, chiếm cứ Hỏa Dung Sơn, lấy được Ngô Đồng Thần Mộc. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1405, trở lại. Thời gian trôi qua một cách vội vàng, chớp mắt đã vài ngày trôi qua. Mưa to như chút nước, gào thét giữa đất trời, không có ý muốn dừng lại. Nhìn về hướng chân trời bốn phía, lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ, mà một lớp viền vàng cho những đám mây, ánh nắng mặt trời chiếu xuống biển lớn. Nếu là từ trên cao nhìn lại, sẽ phát hiện toàn bộ cự hạm đảo bị bao phủ dưới một đám mây đen thật dày, mà những nơi khác thì thời tiết đều sáng sủa, từng đóa mây trắng trôi nổi. Một tòa vân sơn theo gió biển đến gần bầu trời cự hạm đảo, giống như bị nuốt chửng, hòa nhập vào đám mây đen thật dày. Khiến thế mưa trở nên lớn hơn, mà bất luận gió biển thổi thế nào, mây đen vẫn không hề không nhúc nhích. Đây đương nhiên là thủ đoạn của giao nhân. Giao nhân không thích rời khỏi biển đi vào đất liền, chỉ có mưa mới có thể khiến các nàng thoải mái một chút. Bình thường giao nhân đương nhiên không có thủ đoạn như vậy, nhưng lần này hải thị, cường giả giao nhân do Cộng Uyên cầm đầu rất nhiều. Làm tiên thiên thủy linh,
lại sống trong hơi nước dồi dào ở trên biển Nam Hải, mây bay mưa bão cũng không tính là gì. Truyền thuyết kể lúc long tộc xuất hành, không cần thi triển bất kỳ pháp thuật nào cũng tự có mây mưa đi theo, chính là cái gọi là Vân Tòng Long. Trung tâm của trận mưa bão là một hồ nước, trên hồ trống rỗng nổi lên một tòa cung điện tráng lệ, vách tường cột điện, mái hiên cong, toàn bộ là do dòng nước đông lạnh tạo thành. Mưa rơi xối xả vào cung điện, khuấy động từng vòng gợn sóng, bao phủ trong mưa bụi mờ mịt, đầy vẻ đẹp ảo giác và lộng lẫy. Lúc này, sương mù trên hồ tách ra hai bên, một lão giả để râu tròm, đầu mọc sừng sơn dương, đi cùng một trưởng lão giao nhân vào bờ. Không cần tiễn, Công Dương tiên sinh chắp tay, lại một lần. Nữ tử hành cung giao nhân đi ra, dù tính cách hắn trầm lắng cũng khó nén vẻ mặt ủ rũ. Đây đã là lần thuyết phục thứ năm trong mấy ngày qua, mức giá đưa ra lần sau đều cao hơn lần trước, đã vô hạn tiếp cận giới hạn, nhưng Cộng Uyên vẫn cương quyết không buông lòng. Nếu như chỉ có chuyện này cũng thôi đi. Mấy ngày nay, hắn liên tục thăm hỏi Kê Trường Phong và Diệp Đoạn Hải, còn có Lý Thanh Sơn đáng ghét kia. Mục đích chỉ có một là lôi kéo họ lên chiến xa Bắc Quốc, trở thành Thượng Khanh Vương Phủ, nhưng tất cả đều thất bại. Kết quả này khiến người ta rất khó chấp nhận được, quả thực là thất sách hiếm có trong đời hắn. Lý Thanh Sơn, Công Dương tiên sinh cắn răng thầm hận, từ lúc bị ép lui ở Phi Liêm Điện, hắn đã có dự cảm kết quả sẽ thế này. Lòng người khó đoán, Lý Thanh Sơn với tu vi thiên kiếp thứ hai, chắc chắn phải mạnh mẽ một chút mới có thể khiến đám người Diệp Đoạn Hải đối đãi bình đẳng, tiến hành giao dịch thuận lợi. Công Dương tiên sinh cũng thể hiện uy phong của Bắc Vương Phủ mà, hắn cũng là tu vi thiên kiếp thứ hai, nhưng không ngờ vừa đi tới Vân Phàm Tông. Đã bị một tên tu sĩ có cảnh giới còn thấp hơn hắn chèn ép ngay lập tức, điều này vô hình chung tạo ra một ảnh hưởng lớn. Mà biểu hiện quái dị của Vạn Độc Lão Tổ lại càng làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của hắn. Vốn dĩ hắn định mượn quan hệ đối địch của Vạn Độc Lão Tổ với Nam Hải Kiếm Các, Dã Nhân Sơn để tiến hành ép buộc nhất định. Vương Phủ không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần thoáng ủng hộ Vạn Độc Lão Tổ thì Diệp Đoạn Hải và Lý Thanh Sơn phải xem xét hậu quả. Nhưng ở trên Phi Liêm Điện, hắn và Vạn Độc Lão Tổ không đồng lòng. Sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tế của những người đó? Một bước sai, từng bước sai. Ngoại trừ lúc đầu, mấy lần hắn đến đàm phán với Cộng Uyên đều là đến đây một mình. Cái thế này lại yếu đi không ít, càng chưa nói đến uy áp của Diệp Đoạn Hải và Lý Thanh Sơn. Tiểu tử này đến Vũ Châu, quả nhiên không có chuyện tốt. Tiềm lực mà hắn và Tiểu An biểu hiện ra lại quá mức kinh người. Phải bảo Việt Vương Bệ Hạ suy nghĩ lại, để phòng rắc rồi có thể xuất hiện thôi. Nếu có thể khiến họ mãi mãi ở lại Vũ Châu, lợi ích là không đánh chết hai đại tu sĩ Thanh Châu, nhưng có lẽ cũng không cần. Công Dương tiên sinh nhìn lên Ngân Long Vương trong mây mù, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, biến mất trong màn mưa. Ngay sau khi Công Dương tiên sinh rời đi, một bóng người đeo mặt nạ đã đến trước hành cung của giao nhân, khom người nói, cầu kiến nữ vương bệ hạ. Trong chốc lát, sương mù dày đặc lại tách ra. Như tầm bước lên mặt hồ, từng bước đi về phía hành cung giao nhân, nước mưa dưới mặt hồ kích động, truyền đến tiếng cười động lòng người, từng bóng dáng xinh đẹp bơi lội, chăm chú nhìn nàng. Một nữ giao nhân xinh đẹp thò mặt ra khỏi mặt nước, tò mò hỏi, này, ngươi tên gì thế? Như tâm nhìn nàng, nhớ tới một cái tên đã rất lâu rồi, lại im lặng không trả lời, nàng đi thẳng tới trước hành cung. Dừng bước một lát, nhìn kỹ một lượt mới lộ ra vẻ mặt hoài niệm ẩn dưới mặt nạ nặng nề, không ai có thể thấy. Nam Hải, ta đã trở lại rồi. Nàng cất bước vào trong hành cung giao nhân, tiếng mưa gào thét bỗng nhiên đi xa, bày ra trước mặt chính là một thế giới nước. Rất nhiều nữ giao nhân xinh đẹp bơi lội trong nước chơi đùa, những đuôi cá đủ màu như màu xanh đậm, ửng đỏ, màu xanh lá, tạo ra từng quỹ đạo đầy màu sắc. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1406, Giao Dịch. Giao dịch hàng hóa bình thường đã hoàn thành, phần lớn đều là lấy vật, đổi lấy tài nguyên không có trên biển, cùng với một ít dự trữ, đan dược,
bùa chú, thậm chí là thức ăn. Các nàng cuối cùng không cần biến hóa ra hai chân đi giao tiếp với những nhân loại xấu xí kia nữa. Cảm giác phân nhánh đuôi cá không thoải mái chút nào, đi lại cũng rất khó khăn, đi xa cũng không thể nào so sánh với bơi được. Những giao nhân vừa mới có thể biến hóa ra hai chân, cảm giác đi lại trên đất liền quả thực giống như dẫm lên mũi dao vậy. Đợi đến khi kết thúc buổi đấu giá ngày mai, các nàng có thể về nhà, cho nên tâm trạng ai nấy đều rất tốt. Mà khiến các nàng vui vẻ nhất chính là, nữ vương bệ hạ luôn luôn lạnh như băng hình như cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc rảnh rỗi còn chỉ điểm tu vi cho các nàng, chuyện này trước kia chưa từng có. Như Tâm liếc mắt một kia đã thấy được Cộng Uyên trên vương tọa thủy tinh, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc. Cảm giác làm người ngoài cuộc trà trộn trong đám người thật sự rất khác với cảm giác đối mặt trực tiếp với nàng. Ngươi là đệ tử của Vạn Độc Lão Tổ, Cộng Uyên từ trên cao nhìn xuống hỏi. Vâng, to gan. Hạng người giấu đầu lộ đuôi, cầu kiến nữ vương bệ hạ còn không tháo mặt nạ xuống, mau chóng xưng tên ra. Đội trưởng đội cận vệ Cộng Côn quát lên. Ta vì luyện độc nên dung nhan bị hủy hết, không muốn bày ra trước mặt người khác, xin nữ vương bệ hạ thứ lỗi. Còn về tên tuổi, chẳng qua chỉ là một cái tên, có thể là thật cũng có thể là giả, quan trọng như thế sao? Giọng nói như Tâm khàn khàn nói. Cộng Uyên phất tay ra hiệu cho Cộng Côn lùi xuống, nhưng mà tu luyện độc kia thường xuyên biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhìn bóng dáng của nàng còn là một nữ tử, không muốn lộ mặt cũng là chuyện thường tình của con người. Quan trọng nhất là, chuyến đi này của nàng tất nhiên là chủ ý của Vạn Độc Lão Tổ, không cần phải vì chuyện nhỏ này trêu chọc lão đầu lòng dạ hẹp hòi kia. Nếu đã là giao nhân hải thị, ta muốn giao dịch với nữ vương bệ hạ. Như Tâm nói, ồ, nói nghe thử đi, người có vật gì và muốn đổi vật gì của ta? Ta muốn dùng tất cả tính mạng thôn hỏa nhân chưa từng vượt qua thiên kiếp ở Hỏa Dung Sơn để đổi một đồ vật với nữ vương bệ hạ. Trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, bọn giao nhân đều sửng sốt. Cộng Uyên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu mày nói, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đây không phải là nơi ngươi có thể ăn nói sằng bậy. Khiếm khuyết lớn nhất của dị nhân chính là sinh sôi nảy nở khó khăn, cho nên đối với mỗi một tộc nhân đều rất coi trọng. Đặc biệt là ở thời đại nhân đạo đại hưng này thì càng là như thế. Dù là tộc nhân nhỏ yếu nhất, cũng chưa chắc sẽ không sinh sôi nảy nở ra hậu duệ cường đại. Hỏa Dung Sơn kéo dài mấy trăm dặm, số lượng thôn hỏa nhân chẳng qua cũng chỉ hơn 10 vạn, chưa từng vượt qua thiên kiếp cũng ước chừng 10 vạn. Nhưng muốn giết 10 vạn thôn hỏa nhân này còn khó khăn hơn giết 100 vạn 1.000 vạn phàm nhân rất nhiều. Trừ phi là hủy diệt hoàn toàn Hỏa Dung Sơn mới có thể làm được. Nhưng đây là chuyện gần như không thể nào làm được. Toàn bộ Vũ Châu cũng chỉ có Đại Dung Thụ Vương và Bắc Việt Vương Phủ có thực lực này. Nhưng nếu là mở ra trận đại chiến này thì phải trả giá tương đối lớn, nhất định sẽ có yêu vương và đại tu sĩ ngã xuống. Chẳng lẽ lại là âm mưu của lão chó già Bắc Việt Vương Phủ kia muốn lừa Bắc Vương Dư Toán trở về? Nhưng lời nói láo này không khỏi quá ngu ngốc rồi. Cậu Uyên lạnh như băng nhìn chăm chú Như Tâm, âm thầm suy đoán. Ta muốn dùng tất cả tính mạng thôn hỏa nhân chưa từng vượt qua thiên kiếp ở Hỏa Dung Sơn để đổi một đồ vật với nữ vương bệ hạ. Như Tâm bình tĩnh lặp lại lần nữa, ngay cả ngữ điệu cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Được, ta muốn nghe xem người có cao kiến gì. Cậu Uyên nói với tinh thần thà rằng tin là có thể còn hơn là không. Hỏa Dung Sơn phòng vệ nghiêm mật, cho nên bình thường chắc chắn phải đánh chết thôn hỏa nhân vương, công phá Hỏa Dung Sơn. Mới có thể sát thương thôn hỏa nhân ở quy mô lớn, nhưng loại chuyện này dù là đại tu sĩ cũng không làm được. Người có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo. Cộng Uyên không kiên nhẫn nói. Tốt, ta nghiên cứu y đạo nhiều năm, đã nghĩ ra một biện pháp, nữ vương bệ hạ có biết bệnh dịch không? Như Tâm hỏi. Thôn hỏa nhân lấy lửa làm thức ăn, bách bệnh không nhiễm, sao có thể lây nhiễm bạch dịch, biện pháp của ngươi chính là cái này. Cậu Uyên nói, bệnh dịch bình thường đương nhiên không được, mời nữ vương bệ hạ xem cái này. Như Tâm lấy ra một viên đá màu xám trắng từ trong tu di chỉ hoàn. Dòng nước bắt đầu cuốn viên đá đến trước mặt cậu Uyên, nàng nhìn thoáng qua liền nói, đây chẳng qua chỉ là một tảng đá bình thường.
người muốn giở trò gì? Chẳng lẽ nữ vương bệ hạ không phát hiện hình dạng của tảng đá này có chút quen mắt sao? Hả? Cậu Uyên vốn chỉ dùng thần niệm dò xét, xem trong tảng đá có cái gì kỳ quái không. Sau khi Như Tâm nhắc nhở như vậy, nàng mới nhìn kỹ, sau đó lộ ra một tia kinh ngạc, đầy giống như là một trái tim của thôn hỏa nhân. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1407, Thân Thế. Trái tim của thôn hỏa nhân tương đương với yêu đan của yêu quái, nhưng yêu đan của yêu quái được ngưng kết khi trưởng thành, trái tim lại là trời sinh đã có, là sức mạnh cội nguồn của thôn hỏa nhân. Tuy nhiên, nó nên tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, ẩn chứa linh lực hỏa nồng đậm mới đúng. Không sai, đây chính là kết quả sau khi bị nhiễm bệnh dịch, trái tim thôn hỏa nhân sẽ biến thành tảng đá không có sức sống. Ta đã thử nghiệm trên người rất nhiều thôn hỏa nhân, loại bệnh dịch này rất dễ lây lan, lại có tính ẩn núp nhất định. Một khi phát tác thì chắc chắn phải chết, cho nên ta đặt tên cho bệnh dịch này là Thạch Tâm. Như Tâm nói, người tùy tiện lấy một trái tim ra rồi điêu khắc thành đá, rồi đến đây nói mạnh miệng một hồi thì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cậu Uyên nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, trái tim đá nát bấy, phất tay nói, tiễn khách. Như Tâm khom người hành lễ, lại không nói gì mà xoay người rời đi. Ánh mắt cậu Uyên hơi ngưng tụ, lại nói bóng lưng nàng cũng có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Như Tâm sắp sửa ra khỏi cửa điện, phía sau truyền đến giọng nói của cậu Uyên, đứng lại. Nữ vương bệ hạ còn phân phó gì sao? Như Tâm dường như đã sớm đoán được một nửa, nhẹ nhàng xoay người lại. Người rốt cuộc là ai? Tư thế xoay người kia khiến cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Cậu Uyên mơ hồ có một loại trực giác, giữa nàng và vị khách đến thăm thần bí này có một loại liên hệ mật thiết. Giống như có một đường dây liên kết vô hình liên lụy, đến cảnh giới này của nàng, trực giác đã không chỉ là trực giác, mà gần như là bói toán tiên tri. Nữ vương bệ hạ không nên quan tâm đến thân phận của ta, mà là giao dịch của chúng ta, Như Tâm nhắc nhở. Người nói người nghiên cứu y đạo, ta cũng không nhớ ra vạn độc giáo có y đạo gì, dù là toàn bộ Vũ Châu, cũng không có bao nhiêu đệ tử y ra. Nếu như người nói là thật, người mất nhiều sức lực như vậy để luyện thành bệnh dịch nhằm vào thôn hỏa nhân, chỉ là muốn giao dịch với ta. Cậu Uyên nghi ngờ hỏi. Có gì không thể? Như Tâm hỏi ngược lại. Ngón trỏ tay phải của cậu Uyên ngoắc lên, nước chảy trước mặt Như Tâm bỗng nhiên ngưng tụ thành lưỡi băng, mỏng mà trong suốt, gần như không thể nào thấy, so với mũi đao còn sắc bén hơn. Tu vi của Như Tâm vừa mới vượt qua thiên kiếp thứ hai nên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy trên mặt có một tia lạnh lẽo xẹt qua, mặt nạ vô thanh vô tức chia làm hai. Thấy rõ khuôn mặt của nàng, cậu Uyên luôn lạnh lùng uy nghiêm lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thể tin được, thất thanh nói, tiểu muội. Nhưng nàng lập tức phản ứng lại, không, chuyện này không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Tuy rằng dung nhan có 6-7 phần tương tự, nhưng vẫn còn 3-4 phần khác, chỉ là trong nháy mắt cảm giác quen thuộc quá mãnh liệt, cùng hình ảnh trong trí nhớ chồng chéo lên nhau, mới có thể sinh ra ảo giác. Cộng thêm khí chất rất khác, vẻ mặt tiểu muội chưa bao giờ lạnh lùng như thế, dù là lúc rời khỏi Nam Hải vẫn là vẻ ôn hòa vốn có. Tiểu muội của ngươi đã chết rồi, đương nhiên không thể nào đứng ở trước mặt ngươi nữa. Dung nhan của Như Tâm tựa như bạch ngọc điêu khắc thành, ngoại trừ miệng mấp máy thì không lộ ra một chút cảm xúc nào, giọng điệu bình tĩnh giống như đang trình bày sự thật không liên quan đến mình. Thì ra là nghiệt tử nhà ngươi, cậu Uyên trầm giọng nói. Cảm giác lúc này không chỉ là quen thuộc, mà là huyết mạch tương liên sâu sắc, chuyện cũ xa xôi ùa tới, trong lòng trăm vị tạp trần, hối hận sao? Áy náy sao? Trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ là cảm xúc gì. Chính là nghiệt tử ta đây, không ngờ nữ vương bệ hạ còn nhớ rõ ta, ta còn sống, làm bệ hạ rất thất vọng à? Sao thế? Sau khi thấy khuôn mặt của ta, phải chăng có thêm mấy phần hứng thú đối với giao dịch của chúng ta? Như Tâm nói, kết quả cuối cùng đó cũng không phải là thứ ta muốn thấy, ta vốn tưởng rằng họ có thể rời khỏi Vũ Châu. Mà thôi,
hàng ngàn hàng vạn tộc nhân chết trong tay thôn hỏa nhân, dù nàng là muội muội của ta, cũng chẳng qua chỉ là một trong số đó. Nếu ta đã làm vương thì không thể làm việc thiên về tình cảm. Dù ngươi đang nói sự thật hay giả, cứ ở lại đây đi, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Cậu Uyên đè nén đủ loại cảm xúc xuống, khôi phục vẻ bình tĩnh của một vị nữ vương giao nhân. Nếu như nàng nói thật, vậy nhất định phải nắm được nàng trong tay. Đây sẽ là pháp bảo chiến thắng đánh bại thôn hỏa nhân, nói không chừng có thể hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Thật đáng tiếc, ta cũng không cần ngươi giúp ta báo thù. Nếu như ta cần ỷ lại sức mạnh của người khác, người đó cũng sẽ không phải là ngươi. Ta cũng không phải đang thỉnh cầu ngươi, đây là mệnh lệnh. Vậy thì càng đáng tiếc, ta không phải giao nhân đâu, không cần tuân thủ mệnh lệnh của nữ vương giao nhân. Nếu nữ vương bệ hạ không muốn giao dịch, ta đi đây. Như Tâm nói xong, xoay người rời đi. Chuyện này không thể do ngươi tự quyết. Trong mắt Cộng Uyên lạnh lẽo, tay phải nắm chặt. Nước chảy bên cạnh Như Tâm trong nháy mắt đóng băng thành băng lao. Trên mặt nàng cuối cùng nhếch lên một tia cười lạnh. Lục quang chợt lóe, ầm ầm một tiếng, băng lao nát bấy, cả cung điện đều chấn động. Vạn Độc lão tổ đột nhiên hiện thân trong hành cung giao nhân, tay áo vung lên, chùm độc hỏa và băng lam hàn khí va chạm. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1408, Độc. Sau khi Vạn Độc lão tổ chuyển thành Nhiếp Độc Quỷ Vương, từ sinh linh hóa thành âm quỷ, thân hình rất dễ dàng ẩn núp. Như Tâm đến gặp Cộng Uyên, dĩ nhiên đoán được kết quả tồi tệ nhất này. Sao có thể không chuẩn bị một chút chứ? Hừ, Vạn Độc lão tổ. Chuyện của Vương Đình giao nhân ta, ngươi cũng dám nhúng tay vào. Cộng Uyên thấy Vạn Độc lão tổ, chẳng những không sợ hãi, ngược lại dùng đuôi cá ngăn lại, lập tức lấn đến gần Vạn Độc lão tổ. Đôi mắt trở nên thâm trầm như vực sâu, nàng không tin ai cũng có năng lực kỳ dị như Lý Thanh Sơn. Quả nhiên, Vạn Độc lão tổ hơi ngẩn ra, cảm nhận được sự tĩnh mịch lạnh như băng của quy khư. Vì quỷ không có thân thể nên càng dễ dàng bị tinh thần công kích như vậy ảnh hưởng. Cộng Uyên hóa thành một đạo lam quang, vòng qua Vạn Độc lão tổ đến thẳng chỗ Như Tâm. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét không phải của mình vang lên bên tai. Vạn Độc lão tổ lấy lại tinh thần, biểu cảm vặn vẹo biến sắc, thân thể bành trướng trở nên lớn hơn. Từ một lão giả uy nghiêm âm trầm biến thành một đầu ác quỷ mặt xanh có răng nanh, quỷ chảo lớn sắc bén đánh về phía Cộng Uyên. Cộng Uyên cũng không quay đầu lại mà trở tay một chưởng, nước chảy trùng trùng điệp điệp ngưng kết thành băng. Lại không ngăn cản được thế đi của quỷ chảo, vô số mảnh băng vụn vặt bắn tung tóe, lại trực tiếp xuyên qua quỷ chảo. Trong lòng Cộng Uyên rùng mình, sau khi lão quái này biến thành quỷ vương, tu vi chẳng những không yếu đi mà năng lực đánh nhau cận thân lại trở nên mạnh mẽ vậy sao? Nhưng cũng chỉ là chút tài mọn, sao có thể ngăn cản được ta? Ầm ầm. Toàn bộ cự hạm đảo đều hơi chấn động, hành cung giao nhân ầm ầm nát bấy nát. Nước hồ bốc lên, tràn về phía chân trời. Thân hình khổng lồ của Nhiếp Độc Quỷ Vương cũng lui ra sau vài bước, trên người phủ một lớp hàn xương, độc hỏa trong mắt cũng ảm đạm. Mặc dù hắn có thể hư hóa thân thể, tránh được sự công kích trực tiếp của băng phiến, nhưng trong đó ẩn chứa hàn khí, cũng có thể trực tiếp đóng băng thần hồn. Mà Cộng Uyên thì thừa cơ bắt được Như Tâm, quay đầu lại và lạnh lùng nói, Vạn Độc lão tổ, ta kính ngươi là đại tu sĩ nên cho ngươi ba phần mặt mũi. Ngươi đừng có không biết tốt xấu. Người này ta nhất định phải giữ lại. Vẫn chưa từng có người nào có thể cướp đồ từ chỗ lão tổ ta. Nếu ngươi không cần tính mạng của những tạp ngư này thì có để cố gắng giữ người lại. Ha ha ha. Trong mắt Nhiếp Độc Quỷ Vương có độc hỏa xanh biếc thiêu đốt, phát ra tiếng cười âm trầm quỷ bí. Bệ hạ, không hay rồi, có độc. Cộng Côn khó khăn nói. Môi trở nên tím đen, giao nhân bốn phía lần lượt mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh. Trên người đều nhiễm một lớp xanh biếc, ngay cả các trưởng lão giao nhân cũng phải vận chuyển pháp lực, miễn cưỡng chống cự. Nếu đã tên là Nhiếp Độc Quỷ Vương, ý nghĩa đương nhiên không phải là đánh nhau cận thân, mà là khống chế độc tố, giết người trong vô hình.
Vạn Độc lão tổ tự biết không phải là đối thủ của Cộng Uyên, cho nên lúc hiện thân giúp Như Tâm phá vỡ băng lao, hắn đã lấy những giao nhân này làm mục tiêu, lặng lẽ giải độc tố. Sau khi hắn chuyển thành quỷ tu, thủ đoạn hạ độc càng trở nên âm hiểm quỷ bí. Độc của hắn ngay cả Atula soái cũng không chịu nổi, không phải ai cũng có thể lực mạnh mẽ như Lý Thanh Sơn. Ngươi, Cộng Uyên cũng cảm thấy bàn tay tê dại một trận, cúi đầu nhìn, nó cũng biến thành màu xanh. Vạn Độc lão tổ im hơi lặng tiếng, phóng thích độc tố còn có uy lực kinh người, huống hồ còn tiếp của hắn một trường. Những dị nhân như các ngươi tự cho mình là gì đó, ở trong mắt lão phu còn không bằng rắm thối. Ngươi dám động đến đệ tử lão phu sẽ giết sạch đám trưởng lão này, có bản lĩnh thì đến Vũ Châu công kích Vạn Độc giáo. Hừ, ta tin là ngươi cũng không có can đảm này. Nói nhảm ít nói, nhanh chóng thả người, nếu không tâm niệm của lão phu vừa chuyển, bảo họ tất cả đều độc phát bỏ mình. Vạn Độc lão tổ lại hóa thành tướng mạo vốn có, chắp tay đứng đó, hiện ra hết bản sắc ma tu. Ngươi giải độc ta sẽ lập tức thả người, nếu không đệ tử của ngươi cũng phải chôn cùng họ. Tay trái Cộng Uyên nắm lấy bả vai Như Tâm, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức truyền ra âm thanh băng vỡ vụn. Tay phải ngưng kết thành băng, lại nhẹ nhàng chấn động, hàn băng vỡ vụn, màu sắc bàn tay đã khôi phục bình thường. Những giao nhân khác hiển nhiên không có thủ đoạn như nàng, nếu như không phải Vạn Độc lão tổ cố ý khống chế, những giao nhân thực lực yếu kém kia sớm đã hóa thành một vũng nước dày đặc. Người còn dám uy hiếp lão phu, một đệ tử mà thôi, chết thì chết. Nàng sớm đã bị ta gieo kịch độc, dù người không giết nàng, ta cũng muốn giết nàng, nàng nghiên cứu ra thứ gì đó, đừng để lão phu tiễn người vô ích. Ta đếm ba tiếng, người không thả người, ta sẽ đi ngay, người có thể giữ ta lại được sao? Đây chính là chỗ cường đại của ma tu. Nhân nghĩa lễ trí hay tình cảm đạo đức gì đó, tất cả đều không nói đến, đừng nói bắt một đệ tử của hắn, dù là thân nhi tử cũng vô dụng. Nếu Diệp Đoạn Hải là một ma tu, Lý Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không đến nói chuyện với hắn về giao dịch gì đó. Kia gọi là thần quỷ sợ ác nhân, cũng không phải không có một chút đạo lý. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1409, ép buộc. Ngươi đi được rồi, vị đại quản gia Bắc Vương phủ kia đi chưa? Cộng Uyên nhíu mày nói, nàng biết rõ người như Vạn Độc lão tổ tuyệt đối làm ra chuyện như vậy, tuy là nàng có thể đánh bại hắn, nhưng muốn đánh chết hắn thì gần như là không có khả năng. Một khi trở mặt, hắn sẽ hạ độc chết tất cả những giao nhân ở đây, lại chạy về Vạn Độc giáo. Dù thế lực của giao nhân ở Nam Hải có lớn hơn nữa cũng không làm gì được hắn. Ta đi là được, ngươi nguyện ý cùng Bắc Việt Vương phủ kết tử cừu, quản lão phu là chuyện gì? Vạn Độc lão tổ há miệng nói lời tuyệt tình, sau đó bắt đầu đếm. Một, đây là điều ngươi muốn. Cộng Uyên nhìn chằm chằm Như Tâm, khuôn mặt quen thuộc kia vẫn luôn bình tĩnh lạnh lùng. Dù bị hàn khí đông lạnh bả vai cũng không lộ ra một chút biểu cảm thống khổ nào. Người nói xem. Như Tâm cười hỏi ngược lại. Hai. Vạn Độc lão tổ xúc thế chờ phát động, không phải là chuẩn bị chiến đấu hoặc nghĩ cách cứu Như Tâm, mà là chuẩn bị bỏ chạy. Nghiệt chướng, cút đi. Cộng Uyên cắn chặt răng, một chưởng đánh vào lưng Như Tâm, vốn định làm nàng bị trọng thương, nhưng một khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên trước mắt, trong lòng mềm nhũn. Chỉ gieo một luồng hàn khí. Hừ, coi như ngươi thức thời. Vẻ mặt Vạn Độc lão tổ đắc ý, cũng không thèm nhìn Như Tâm. Ngươi còn không mau giải độc. Cậu Uyên lạnh lùng nói, ta đã gieo hàn khí trong cơ thể nàng. Lão phù đã nói rồi, chỉ là một đệ tử mà thôi. Chết thì chết, đừng để ta nói lần thứ hai. Trước khi giải độc, chúng ta phải hoàn thành giao dịch trước chứ. Nếu như không hoàn thành giao dịch, giữ lại nàng cũng vô dụng. Ngươi cứ việc giết cũng được. Ngươi còn muốn giao dịch với ta, ngươi muốn gì? Cộng Uyên vừa bất ngờ, vừa tức giận. Bình thường hễ là đại tu sĩ thì đều muốn chút mặt mũi. Không ngờ Vạn Độc lão tổ lại không biết xấu hổ đến trình độ này. Nàng cắn chặt răng, cuộc đời nàng chưa từng bị sỉ nhục như thế Bắc Vương Dư Toán. Quả nhiên vẫn là tên Công Dương kia giở trò quỷ trong này.
Được, ta có thể đưa Bắc Vương dư toán cho ngươi. Nhưng phải chờ đệ tử ngươi hoàn thành lời hứa, giết 10 vạn thôn hỏa nhân rồi nói sau, một người cũng không thể thiếu. Cậu Uyên vừa nghe 4 chữ Bắc Vương dư toán thì lập tức nhận định đây là âm mưu của Công Dương tiên sinh, dù sao thứ này đối với người tu hành bình thường cũng không có tác dụng gì. Cũng hận chính mình sau khi thấy nghiệt tử này thì tâm tình kích động, không có phòng bị, mới để cho hắn hạ độc thành công. Công Dương tiên sinh sắp rời đi rồi, lão phu cần ngay bây giờ. Vạn Độc lão tổ vươn tay ra. Bệ hạ, bọn ta có thể chết, tuyệt đối không thể cúi đầu trước nhân loại, phụt phụt. Một vị trưởng lão giao nhân chống đỡ thân thể nói, vừa nói xong liền phun ra một ngụm độc huyết, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Còn dám nói nhảm, Vạn Độc lão tổ nhe răng cười. Tuyệt đối không thể cúi đầu, lão quái vật, cứ việc giết bọn ta đi. Bọn giao nhân nhao nhao quát lên, lại một đám hộc máu hôn mê. Họ vẫn hoài niệm vinh quang thượng cổ, khinh bỉ nhân loại hèn hạ đáng xấu hổ, thả chết cũng không khuất phục. Yên tâm, nếu các ngươi chết rồi, ta lập tức hủy đi Bắc Vương dư toán, chôn cùng các ngươi. Nếu Bắc Vương phủ đã muốn khởi động lại chiến tranh, vậy thì đến đây. Cậu Uyên tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vạn Độc lão tổ. Ha ha, cần gì phải làm vậy, của ta cũng không phải là giả, ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy, làm việc nghĩa không chùn bước trở về giúp giao nhân giết chết cường địch, so với mấy trưởng lão này thì ta chung thành tận tâm hơn nhiều, nữ vương bệ hạ nên khen ngợi ta mới đúng. Như Tâm từ trên mặt hồ đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Cộng Uyên, nhìn thẳng hai mắt nàng, không phải ngươi tự cho mình là bình tĩnh lý trí sao? Không phải ngươi muốn suy nghĩ cho toàn bộ giao nhân tộc sao? Không phải ngươi không thể quyết định bằng tình cảm sao? Nào, giao Bắc Vương dư toán cho ta, ta giúp ngươi giết 10 vạn thôn hỏa nhân, nếu không cứ giết ta, không sao. Dù sao cũng có một đám giao nhân này chôn cùng, đúng rồi, còn phải nhận lấy lửa giận của Bắc Việt Vương, có họa diệt tộc. Hãy suy nghĩ nhanh lên, nữ hoàng bệ hạ, đến đây. Sau khi hành cung giao nhân nát bấy, lại nhanh chóng khôi phục hình dáng ban đầu, cả điện vắng vẻ. Chỉ nghe ngoài điện mưa như chút nước, giọng nói của Như Tâm vang vọng trong điện, càng ngày càng vang, cuối cùng gần như gào thét. Cậu Uyên im lặng một lát, lấy ra một nắm tính chủ, hắc vi long giác, bạch vi long cốt, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nó vẫn tản ra long uy thâm trầm khó lường. Như Tâm nhận lấy Bắc Vương dư toán, xoay người đi tới trước mặt Vạn Độc lão tổ. Vạn Độc lão tổ nhìn kỹ một phen, xác định là thật, nhưng ngẩng đầu nói, sao lại thiếu 2 căn? Bắc Vương dư toán tổng cộng có 49 căn, Bắc Vương phủ có 30 căn, trong tay Cộng Uyên phải có 19 căn, nhưng hiện tại ở đây chỉ có 17 căn, thiếu 2 căn hắc bạch. Cũng giống như đáy thùng nước chỉ cần có một cái lỗ thì chính là thùng hỏng. Tuy là miễn cưỡng vẫn có thể lấy nước, nhưng hiệu quả lại kém hơn nhiều. Bắc Vương dư toán cũng vậy. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1410, Nguyền Rủa. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa 2 căn này cho các ngươi. Cậu Uyên nhắm mắt lại, không muốn thấy họ nữa, chỉ sợ mình sẽ không nhịn được ra tay. Tốt, vậy thì cứ quyết định thế đi. Vạn Độc lão tổ đang muốn mở miệng, Như Tâm lại nhìn ra Cộng Uyên đã nhường đến cực hạn rồi. Nếu tiếp tục ép buộc nữa, chỉ sợ là nhất phách lưỡng tán, dành trước một bước rồi tính tiếp. Dù sao tác dụng của Bắc Vương dư toán này chỉ là kiềm chế Bắc Vương phủ, có thể gom góp đủ hay không là chuyện Bắc Vương phải quan tâm. Vạn Độc lão tổ không nói gì nữa, vung tay áo lên, độc hỏa từng chút bay ra khỏi người các giao nhân, họ lần lượt tỉnh lại. Cậu Uyên bỗng nhiên phát giác, nghiệt tử này không chỉ đơn giản là đệ tử Vạn Độc lão tổ, nếu không nào có đệ tử nào dám thay sư phụ quyết định, mà sư phụ lại không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn, hơn nữa nàng cũng thật sự cần thạch tâm kia để hủy diệt thôn hỏa nhân tộc. Rất tốt, ngài lại một lần nữa chiến thắng tình cảm cá nhân, đưa ra lựa chọn chính xác, thật sự khiến ta bội phục. Tạm biệt, nữ vương bệ hạ, chờ tin tức tốt của ta đi.
có người nói với ta, có thù hận thì phải trả gấp 100 lần, cho nên ta cảm thấy 10 vạn thôn hỏa nhân chôn cùng vẫn còn hơi ít, những thứ khác phụ thuộc vào ngài. Như Tâm khôi phục bình tĩnh, trước khi rời khỏi hành cung giao nhân, còn nói với bóng lưng Cộng Uyên. Cộng Uyên sợ hãi cả kinh, cũng nghĩ đến sau khi dùng thạch tâm này, thôn hỏa nhân sẽ có phản ứng như thế nào, trận chiến này chỉ sợ là không chết không thôi. Tiểu muội à, đây là người chúc phúc hay là một lời nguyền rủa? Chuyện ở hành cung giao nhân làm kinh động đến tất cả mọi người trên đảo. Nhưng chờ tới khi họ chạy đến thì hành cung giao nhân đã trở về hình dáng ban đầu, nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy có gì khác biệt cả. Như Tâm đi tới ven hồ, mặc cho từng hạt mưa to quất vào mặt nàng, tâm trạng còn có chút dao động, nhưng sự ngột ngạt trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Một lúc sau nàng lại đeo mặt nạ lên rồi quay về trụ sở. Người tới đây làm gì? Bỗng nhiên Công Dương tiên sinh xuất hiện, hắn ngăn Như Tâm lại rồi hỏi với nét mặt tràn đầy nghi ngờ. Ta tới để đàm luận vài việc riêng tư với nữ vương bệ hạ. Như Tâm nói với giọng khàn đặc, bây giờ ta phải đi rồi, các người có muốn đi chung không? Công Dương tiên sinh cũng không hỏi thêm gì, hắn nói sang chuyện khác với ý sâu xa. Bây giờ à? Nhưng ngày mai hội đấu giá bắt đầu rồi. Như Tâm nghe vậy có hơi kinh ngạc. Ta đã làm xong chuyện của mình rồi, phải đi về phục mệnh, cũng không thể làm theo ý mình được. Công Dương tiên sinh thở dài một tiếng. Được thôi, để ta đi hỏi ý kiến của sư phụ xem sao. Tối đó, dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng Công Dương tiên sinh vẫn rất lễ phép bịn dịn chia tay với đám người Kê Trường Phong, Diệp Đoạn Hải, Lý Thanh Sơn. Sau đó mới leo lên Ngân Long Vương cùng với Vạn Độc Lão Tổ và Như Tâm. Công Dương tiên sinh đứng ở đầu thuyền, vừa cười vừa chắp tay. Sau đó hắn quay trở về buồng nhỏ trên tàu, sắc mặt trở nên có chút lạnh lẽo, nở một nụ cười như có như không. Hắn nói với Vạn Độc Lão Tổ và Như Tâm, hai vị có hứng thú tham quan bên trong Ngân Long Vương một chút không? Lúc đi quá vội, không kịp tận tâm chiêu đãi làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà, lúc này đi về thì không cần phải gấp gáp. Lão Phu cũng đang có ý này. Vạn Độc Lão Tổ nói, mời. Trong thông đạo màu bạc dài đăng đẳng, Công Dương tiên sinh đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu các loại thiết kế của Ngân Long Vương. Đây là lần đầu tiên Vạn Độc Lão Tổ và Như Tâm đi vào bên trong Ngân Long Vương, họ vô cùng rúng động. Họ cũng càng thêm nhận thức được sự đáng sợ của quái vật khổng lồ Bắc Vương Phủ, không phải là người tu hành hoặc một môn phái nhỏ bé nào có thể đối đầu. Đi qua một ngã rẽ, bỗng dưng Công Dương tiên sinh im lặng, còn cố ý dừng lại sửa sang quần áo. Họ đi qua một cây cầu thật dài, tới trước mặt cánh cổng bằng kim loại màu bạc. Trước mặt chính là khu vực hạnh tâm của Ngân Long Vương. Như Tâm âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tên Công Dương tiên sinh này thẹn quá hóa giận, muốn khống chế Ngân Long Vương tiến đánh cự hạm đảo ư? Nhưng không thể được. Dù có khó chịu đến đâu cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. San bằng cự hạm đảo thì đơn giản, nhưng muốn giết chết Kê Trường Phong và Cộng Uyên thì lại rất khó. Hai người họ một kẻ thì có thể khống chế gió lốc, tốc độ vô cùng nhanh. Một kẻ là bá chủ Nam Hải, muốn thoát thân cũng không khó. Vô duyên vô cớ lại gây thù chuốc oán với hai người này, Bắc Vương Phủ sẽ không làm như vậy. Cánh cổng kim loại mở ra. Bên trong là một gian phòng trang trí xa hoa, một khôi lỗi hình người màu bạc đi tới. Nói với giọng điệu máy móc lạnh lẽo, Công Dương tiên sinh đã trở về, Bắc Vương bệ hạ đang chờ ở bên trong. Bắc Việt Vương, Như Tâm và Vạn Độc Lão Tổ đều giật nảy mình, đến mức không còn quá chú ý tới khôi lỗi vương trước mặt nữa. Trong lòng họ cảm thấy rất nghi hoặc, hóa ra Bắc Việt Vương vẫn luôn ẩn thân trong Ngân Long Vương. Cũng đúng. Trừ hắn ra thì làm gì còn ai có tư cách khống chế Ngân Long Vương này chứ? Nhưng đường đường là Bắc Việt Vương, lại phải giấu đầu lộ đuôi đến mức này sao? Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.